Ứng dụng của ruồi lính đen ấu trùng trong chăn nuôi. Khi nhắc đến ruồi, chúng ta thường nghĩ nó vừa bẩn vừa đầy mầm bệnh, không có một lợi ích nào cho con người và xua đuổi, thậm chí tìm mọi cách diệt chúng. Nhưng không phải loài ruồi nào cũng xấu nhé. Ruồi lính đen ấu trùng là loài côn trùng có ích cho các loại động thực vật và môi trường xung quanh con người. Vai trò của ruồi lính đen ấu trùng. Ruồi lính đen ấu trùng là một loại ruồi được nhiều nước trên thế giới sử dụng để phân hủy rác thải hữu cơ rất hiệu quả. Đây là côn trùng bản địa sẵn có trong tự nhiên, không có vòi nên không biết trích hút vào hoa quả, không có hành vi bu lên thức ăn như các loài ruồi nhà. Nói chung là khá an toàn. Theo các thử nghiệm cho thấy, ấu trùng giòi của ruồi lính đen có thể phân hủy hầu hết các loại rác hữu cơ của hộ gia đình thải ra. Quá trình phân hủy diễn ra nhanh, phụ thuộc vào loại rác. Rác thải từ thức ăn thừa, rau cải hư, củ, quả được phân hủy trong 10 đến 12 giờ. Với chất thải có thành phần cellulose cao như giấy vụn, rơm, lá chuối cần đến 10 đến 15 ngày. Ruồi lính ấu trùng được dùng làm thức ăn cho lợn, gà và lấy phần của ấu trùng bón cho các loại cây trồng vì ấu trùng tươi nguyên con và ấu trùng sấy nguyên con thấy thành phần của amino acid, hàm lượng chất béo, hàm lượng chất khoáng khá đầy đủ và khá cao, thích hợp với làm thức ăn chăn nuôi. Độ đạm trong ấu trùng tươi chiếm từ 20 đến 22%, có hệ vi sinh vật cộng sinh trong đường tiêu hóa, có hàm lượng canxi cao thuận lợi cho động vật nhỏ ăn sẽ nhanh lên khung, gà đẻ trứng vỏ dày, lòng đỏ nhiều. Ứng dụng của ruồi lính đen ấu trùng, thời gian sống của ruồi trưởng thành rất ngắn, chỉ một tuần nhưng lượng rác thải nó xử lý rất cao, gấp 5 lần trọng lượng cơ thể của nó. Loài này khá dễ nuôi vì rác thải là nguồn thức ăn của nó. Lượng tiêu thụ ruồi đến từ các trang trại heo, gà, cút, bò sữa rất cao, tạo nên một vòng tròn khép kín giữa việc tiêu thụ thức ăn và tiêu hủy rác thải, bảo vệ môi trường, an toàn cho con người. Chi phí thấp cũng là điều khiến các nhà thu mua chọn loại côn trùng này. Với những ưu điểm vượt trội về tính năng xử lý rác thải và nguồn thức ăn hiệu quả trong chăn nuôi của ruồi lính đen thì hiện nay đầu ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, vòng đời ngắn, nếu không nắm vững kỹ thuật có thể làm hỏng ấu trùng trong một vòng đời sinh trưởng. Liên hệ để được hỗ trợ thông tin sản phẩm tư vấn về ruồi lính đen. Hãy like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về ruồi lính đen.